lộ bản danh sách buộc tội mà nhiều người tố giác Thúy Nga đã làm với Kim Ngân trong 3 tháng. Mới đây, rất nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước thông tin chính thức mà Thúy Nga công bố, nữ danh hài gặp phải một hung tin. Có một nhóm người tố cáo Thúy Nga với cảnh sát. Khi được gọi lên đồn cảnh sát, Thúy Nga phải ngồi nghe nguyên một sớ táo quân rất dài kể tội Thúy Nga. Nhóm người này có tới cả 5 người muốn tố giác Thúy Nga với cảnh sát. Rất nhiều khán giả tò mò không biết 5 người đó là ai và nội dung đơn tố cáo Thúy Nga cụ thể là gì. Chính xác nội dung tờ đơn đó thì chỉ có những người tố cáo, cơ quan cảnh sát và Thúy Nga mới biết. Tuy nhiên mới đây, nhiều khán giả cũng lan truyền một tờ đơn tố giác khác của riêng khán giả dành cho Thúy Nga. Cũng rất nhiều gạch đầu dòng, họ liệt kê đầy đủ những gì họ tố Thúy Nga trong vòng 3 tháng đi cùng Kim Ngân. Tội đầu tiên tố Thúy Nga lần đầu tiếp xúc, thấy Kim Ngân đói, mà dám cho ăn phở tôm còn cho thêm 20 đồng. Nghe tội số 1 đã thấy hú hồn chưa quý vị. Tội thứ hai là tội cho Kim Ngân đi gội đầu, cắt mái tóc bị xịt keo như nùi dẻ, làm cho Kim Ngân nhẹ đầu, thoải mái. Tội thứ ba dám bỏ tiền túi ra, năn nỉ Kim Ngân đi shopping, rồi còn nói ngọt để Kim Ngân thay bộ đồ mới. Đến khi Kim Ngân tâm sự đang muốn tìm một chỗ ở giá 200 đô, thì đúng lúc này Thúy Nga lòi ngay ra tội thứ 4, đó là lập tức đi tìm chỗ ở mới cho Kim Ngân. Tội tình của Thúy Nga cứ thế mà phát sinh thêm mỗi ngày. Tội thứ 5 là cái tội để Kim Ngân quên đi khu máy giặt, không phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Tội thứ 6 dám khóc nấc lên trước mặt Kim Ngân, khi thấy Kim Ngân bỏ chùa về lại khu máy giặt. Càng ngày tội của Thúy Nga càng nặng thêm, đưa Kim Ngân đi mua đàn, đi tiêm vaccine là tội thứ 7. Tội thứ 8 là trầm trọng hàng đầu, vì đưa Kim Ngân đi hát karaoke, phát hiện ra chạm vào âm nhạc Kim Ngân sẽ rất tỉnh táo, làm cho Kim Ngân bất ngờ nhớ ra những tấm hình của mình ngày xưa. Tội thứ 9 còn hết hồn hơn tội số 8, dám thuê căn phòng nhà chị Huyền cho Kim Ngân. Kim Ngân đang ngủ ngoài trời gió lạnh, mà Thúy Nga nở lòng nào đẩy Kim Ngân vào căn phòng chăn ấm đệm êm. Người ta đang nhiều ngày không tắm, mà năn nỉ để người ta tạm gội, thay đồ sạch sẽ thơm tho, làm cho người ta quên hẳn khu máy giặt, ý thức được mình có một ngôi nhà để về. Tội này của Thúy Nga là nặng nhất, đúng không quý vị khán giả? Rồi từ ngày về nhà chị Huyền, Thúy Nga tội lại càng chồng tội. Không biết cô hài Thúy Nga làm thế nào mà Kim Ngân cứ đến 8 giờ tối là tự về nhà ngủ. Còn biết ngủ trưa nữa, Kim Ngân đang ngủ ngoài bãi cỏ dưới trời nắng mà Thúy Nga nở lòng nào thuyết phục vào trong nhà mát. Đó là tội thứ 10. Kể tội Thúy Nga mà đếm số thế này, không biết đến con số bao nhiêu, nên thôi từ đây, gộp tội Thúy Nga vào kể một thể, không đánh số thứ tự nữa. Thúy Nga còn nhiều tội lắm, nên xin phép khán giả, chúng ta kể những tội chính và tội lớn thôi. Đó là tội lên kế hoạch cụ thể để đưa Kim Ngân đi chữa bệnh, hỏi người này người kia để tham khảo ý kiến, tìm mười mấy bác sĩ mới chọn ra được một người. Tội hứa mua nhà để thuyết phục Kim Ngân đi chữa bệnh, làm tất cả để rồi bây giờ bị kể tội như vậy hả Thúy Nga? Còn tội đưa Kim Ngân đi ăn sang, tặng nhẫn hột xoàn khi Kim Ngân muốn mua nữa nhé, phải để Kim Ngân lang thang, nhặt rác, ăn đồ ăn dơ, thích ngủ bờ ngủ bụi gì thì ngủ, mới là không có tội, bỏ tiền túi ra lo toàn bộ sinh hoạt để làm gì, không động tới một đồng của mạnh thường quân để làm chi, để rồi bây giờ vẫn bị người ta nói lợi dụng Kim Ngân, xài tiền của người khác, thấy tội ghê không? Thêm một tội nặng nữa, dám tổ chức sinh nhật cho Kim Ngân, làm cho Kim Ngân xúc động khóc, dám để cho Kim Ngân nói ra một câu, ở đời này cái tấm lòng, không ai được như má hai. Ái chà, cái cô Thúy Nga này, dám để Kim Ngân nói ra câu đó, thì người ta kết tội cô là đúng rồi. Tội lớn nhất của Thúy Nga là đã làm cho Kim Ngân thay đổi, hồi phục được 50%, làm cho Kim Ngân mở lòng với tất cả mọi người, quên đi mặc cảm nghèo khó gần 30 năm nay, để mọi người có thể dễ tiếp cận và giúp đỡ Kim Ngân. Dám đưa Kim Ngân lên hình, để Kim Ngân được yêu thương nhiều hơn, để có người biết Kim Ngân cần ngôi nhà mà tặng. Khán giả thấy Thúy Nga còn tội gì thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Chúng tôi liệt kê được hết tội của Thúy Nga, chắc cũng phải hết 2 ngày.
nên nhờ quý vị giúp sức. Sau này nếu Kim Ngân hồi phục, mong rằng Thúy Nga sẽ thực hiện đốt thêm cái tội đưa Kim Ngân trở về với chính mình, cho Kim Ngân ca hát trở lại nhé Thúy Nga. Tội đó cũng là rất lớn. Những người ghen ghét thì thưa ra cảnh sát kết tội Thúy Nga, còn những khán giả thì thấy tội cho nữ danh hài này. Hầu hết mọi người khuyên Thúy Nga đừng nên nặng lòng nữa, mà hãy chính thức buông để lo cho gia đình và những mảnh đời bất hạnh khác để Kim Ngân cho anh em họ hàng lo. Còn những lời kết tội về Thúy Nga, có lẽ sắp tới sẽ được làm rõ. Trong tuần tới, khi bà Hương, mẹ ruột ca sĩ Kim Ngân, sẽ xuất hiện trên một kênh truyền thông duy nhất để nói rõ mọi chuyện, không phải là kênh của Thúy Nga, cũng không phải phố Bonsa mà là một nhà đài truyền thông trung lập, chưa từng đưa tin về Kim Ngân từ trước tới nay. Một kênh tương đối nổi tiếng trong cộng đồng, bà Hương cũng chia sẻ rằng bà không muốn xuất hiện trước truyền thông nhiều lần, mà sẽ chỉ nói một lần thôi. Lần xuất hiện này của mẹ ruột Kim Ngân cũng để làm rõ chuyện có nên giữ lại căn nhà chị Huyền cho Kim Ngân hay không. Vì sau khi Thúy Nga chia sẻ rằng mẹ ruột Kim Ngân muốn giữ lại căn phòng để Kim Ngân có hai nơi đi đi về về, rất nhiều khán giả không đồng tình với chuyện đó. Và lần đầu tiên có nhiều người đến thế không đồng ý với Thúy Nga, khán giả cho rằng nên trả lại căn phòng cho chị Huyền, không còn liên quan gì nữa. Nếu mẹ Kim Ngân muốn giữ lại thì hãy liên lạc trực tiếp với chị Huyền, còn Thúy Nga thì không nên liên quan tới nữa, mà khả năng cao Kim Ngân sắp chuyển sang nhà mới rồi. Theo chia sẻ của một người thường xuyên gặp gỡ với em họ Kim Ngân, cụ thể là tối qua vừa đi ăn với gia đình Giang Nguyễn Song trên nhà đài Tiến Dũng Media, ông này chia sẻ sư ông áo vàng gặp khó khăn trong việc chứng minh tài chính cho Kim Ngân khi mua căn nhà 80.000, nên nghe nói sư áo vàng đã chuyển hướng mua một căn nhà khác, có giá trị cao hơn, khoảng 90.000 đô. Người dẫn chương trình Tiến Dũng dường như cũng xác nhận điều đó. Khi nhà đài này vừa mới phỏng vấn em họ Kim Ngân là Giang Nguyễn vào hôm qua, nếu sự thật như vậy thì mừng cho Kim Ngân. Có lẽ mọi thủ tục mua nhà cho Kim Ngân đã xong, vì Kim Ngân cũng đã chính thức thông báo với chị Huyền là sẽ chuyển qua nhà mới. Vậy là Kim Ngân có thể sẽ ở trong căn nhà hơn 90.000, chứ không phải căn 80.000 như đã đưa tin những ngày trước đó nữa. Chúc mừng Kim Ngân và gia đình. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.